Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 231 Đồng Thúc gật đầu, hiểu ý của Tôn Mộ Khanh. Tôn Mộ Khanh quay người, ánh mắt lướt qua và thấy Tần Hoàn đang chăm chú nhìn xác của Tiểu Hạt Thông với vẻ mặt đầy trầm ngâm. Tình cảnh này đến cả Tần Diễm cũng không nỡ nhìn, nhưng tần hoàn dường như lại rất tập trung quan sát điều này khiến tôn mộ khanh có chút ngạc nhiên bèn lôi lại hai bước hỏi cửu cô nương không sợ sao đồng thúc đã ra lệnh cho người chuẩn bị hàng rào tần hoàn lùi ra xa hơn nghe câu hỏi của tôn mộ khanh thì lắc đầu không sợ tôn mộ khanh hơi ngạc nhiên trong thoáng chốc thì bên ngoài hành lang tần sương đứng ở chỗ rẽ nhớn mày nói cửu muội muội tất nhiên là không sợ rồi trước đây trong phủ tần xảy ra chuyện cửu muội muội còn từng giúp quan phủ khám nghiệm xương cốt người nữa mà người trong phủ tần cũng không rõ tần hoàn đã giúp quan phủ cụ thể thế nào nhưng nhiều người đã thấy nàng khám nghiệm xương cốt nghe tần xương nói vậy ánh mắt tôn mộ khanh càng sáng lên cửu cô nương cũng có kỹ thuật khám nghiệm thi thể sao tần hoàn cúi nhẹ mắt nói đến chuyện này cũng là nhờ vào con đường y thuật gia phụ và mẫu thân đều biết chút y thuật từ nhỏ đã dạy ta. Sau này ta tình cờ xem một số kỳ án và tác phẩm của đại nhân thẩm nghị, đại lý tự khanh. Chợt nhận ra rằng việc khám nghiệm thi thể cũng có điểm tương đồng với y thuật, chỉ khác ở chỗ một bên là xem người sống, còn bên kia là để người đã khuất lên tiếng. Tần hoàn ngừng lên, gương mặt bình tĩnh, ta vốn rất đam mê y thuật, thấy kỹ thuật khám nghiệm cũng có mối liên hệ với y thuật nên đã tìm đọc rất nhiều sách về lĩnh vực này. Cứ xem dần thì tự nhiên hiểu biết hơn người thường một chút. Ngày xưa, Thẩm Hoàn học kỹ thuật khám nghiệm trước rồi mới học y thuật, còn Tần Hoàn thì ngược lại, việc này cũng phù hợp với thân thế của nàng, sẽ không khiến Tôn Mộ Khanh nghi ngờ. Nghĩ lại, sớm muộn gì nàng cũng không thể giấu được chuyện biết kỹ thuật khám nghiệm, nên Tần Hoàn quyết định không cần che đậy. Quả nhiên, vừa nghe xong, ánh mắt Tôn Mộ Khanh tràn đầy kinh ngạc, thật là trùng hợp làm sao? Tần Hoàn nhìn Tôn Mộ Khanh, "Công tử nói gì vậy?" "Trùng hợp gì?" Tôn Mộ Khanh hít sâu một hơi, "Ta đã từng nói, tên của cửu cô nương giống với tên của tiểu sư muội ta, đều có chữ Hoàn. Nhưng ta không ngờ còn trùng hợp hơn nữa, đó là cửu cô nương cũng am hiểu kỹ thuật khám nghiệm." Tần Hoàn nhướng mày, khiêm tốn đáp, "Ta không dám nhận là thông hiểu, chỉ là nhờ đọc nhiều sách và học y thuật, nên so với người bình thường thì biết thêm đôi chút." Không không, vẫn là thật trùng hợp, trên đời này có mấy cô nương lại có hứng thú với kỹ thuật khám nghiệm cơ chứ. Tôn Mộ Khanh nhìn Tần Hoàn với ánh mắt sáng rực, cửu cô nương không biết đâu, tiểu sư muội của ta trước kia cũng. Lời nói của Tôn Mộ Khanh vừa đến miệng thì ngừng lại. Gia tộc của Thẩm Nghị nay đã thành tội đồ, nên chẳng không biết có nên nhắc đến hay không, chỉ biết thở dài. Tôn Mộ Khanh đổi lời, tiểu sư muội của ta cũng am hiểu kỹ thuật khám nghiệm nhà nàng có người làm nghề này nên nàng học khám nghiệm trước sau đó mới học y thuật thật trùng hợp là ngược lại với cửu cô nương môi tần hoàn khẽ cong nói như thế thật là trùng hợp đáng tiếc tần hoàn định nói gì đó rồi lại thôi ánh mắt tôn mộ khanh cũng thoáng buồn đúng vậy thật đáng tiếc nếu không nàng nhất định sẽ rất muốn kết giao bằng hữu với cửu cô nương nói rồi tôn mộ khanh quay lại nhìn xác của tiểu hạt thông cửu cô nương thấy thế nào? Tần hoàn hơi nheo mắt, hung thủ ra tay rất tàn nhẫn, vị trí gây chết là những vết dao ở ngực. Nhìn độ rộng và góc độ của vết thương thì có thể thấy hung thủ rất có thể đã dùng một con dao trẻ củi hoặc dao ngắn. Nói rồi, tần hoàn nhìn về phía vết máu lớn trên tường ngay phía trên đầu của tiểu hạt thông. Không chỉ có ngực, bụng và thân dưới của tiểu hạt thông mà cả lưng của hắn, nơi dựa vào tường, cũng dính đầy máu đặc biệt là đỉnh đầu có một mảng máu đậm hơn hẳn. Tần Hòa nói, có khả năng hắn bị ép vào tường và bị đâm chết ngay từ đầu. Khi cơ thể hắn mềm nhũn ngã xuống đất thì hung thủ tiếp tục chém vào tay chân. Với vết thương như vậy, nếu hung thủ không phải kẻ điên giết người để thỏa mãn bản thân, thì chắc chắn là có mối thù hận rất sâu sắc với tiểu hạt thông. Tôn mộ khanh nghe vậy, ánh mắt trầm xuống. Bàn nãy, chàng chỉ chú ý đến vết thương trên người tiểu hạt thông mà không để ý đến vết máu trên tường. Nghe lời tần hoàn, chàng ngật đầu, đúng là như vậy, đã giết người rồi mà còn không chịu rời đi, lại tiếp tục chém lên người hắn. Hùng thủ chắc chắn có mối hận sâu nặng, nhưng, lâm thẩm vừa nói rằng tiểu hạt thông ngày thường không gây thủ oán với ai. Tần hoàn lắc đầu, điều này ta không rõ, nhưng hiện tại, có thể thử tìm hung khí, nếu tìm được hung khí thì việc truy ra hung thủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thúc đứng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của hai người, liền vội vàng hỏi, cửu cô nương nói hung khí này rất có thể là một con dao trẻ củi sao? Tần hoàn gật đầu, đồng thúc có thể xem thử xem dao trẻ củi trong nhà vẫn còn ở đó không? Nghe vậy, thúc định bảo gia nhân đi kiểm tra thì lâm thầm bên này đã lên tiếng, dao trẻ củi. Tiểu hạt thông phụ trách trẻ củi cho nhà bếp từ việc chặt củi bên ngoài đến đốt đều do hắn làm. Ta nhớ hình như hắn còn có một cái rìu và một con dao trẻ củi. Đồng thúc nhíu mày, quay sang gọi, tiểu hạt rẻ, qua phòng của tiểu hạt thông xem thử, và kiểm tra luôn cả chỗ chất củi. Xem xem con dao đó còn ở đó không? Tiểu hạt rẻ đáp lại và nhanh chóng rời đi. Hai người gia nhân nam khác đã đến để dựng hàng rào quanh thi thể tiểu hạt thông. Không lâu sau, tiểu hạt rẻ quay lại, đồng thúc, không thấy đâu cả. Con dao đó không có trong phòng cũng không có ở chỗ chất cùi. Mọi người ngẩn ra, và tôn mộ khanh lập tức phản ứng, vậy là hung thủ đã mang theo dao trẻ cùi của tiểu hạt thông đi sao? Tần Hoàn gật đầu, rất có khả năng. Tần Hoàn vừa nói vừa nhìn một lượt quanh sân, mặt đất phủ đầy tuyết trắng, ngoài những dấu chân của bọn họ lúc đến, không còn dấu vết nào khác. Nàng quay sang hỏi Trương Thúc, người đầu tiên phát hiện ra thi thể Trương Thúc, lúc đầu khi ngài phát hiện thi thể của tiểu hạt thông, ngài có thấy dấu chân nào rõ ràng trên mặt đất không? Trương Thúc lắc đầu, không có, chỉ thấy dấu chân của một con mèo thôi. Nghe nhắc đến con mèo, Tần Hoàn nhớ lại thi thể con mèo khi nãy. Giọng nàng trầm xuống, điều này khiến việc điều tra khó khăn hơn. Hung thủ không để lại dấu chân nào, xem ra ít nhất đã rời đi từ giờ mèo. Đồng Thúc, hiện tại có thể hỏi qua xem đêm qua có ai ra ngoài giữa đêm không ai có hành tung kỳ lạ người đó là kẻ đầu tiên cần nghi vấn tuyết dày như vậy nếu có manh mối gì khác thì cũng đã bị che đi còn con dao đó có giấu vào đống tuyết nào cũng khó mà tìm ra tôn mộ khanh thở dài đồng thúc hãy bận tâm một chút cứ cho người đi tìm kiếm kỹ càng thật không biết hung thủ có mục đích gì nhưng nếu không điều tra rõ ràng thì chúng ta khó lòng mà sống yên ổn À phải rồi, sư huynh có nói gì không? Đồng thúc nhanh chóng đáp, thiếu chủ bảo cứ để lão nô xử lý việc này, ngài ấy sẽ không can dự. Đợi khi huyện nha đến sẽ giao lại cho họ. Nghe lời này, Tôn Mộ Khanh mới nhận ra rằng Tôn Hạo Nguyệt không để tâm đến việc này. Dù có người chết thì trong lòng chàng ta vẫn không coi trọng hơn chuyện chữa bệnh cho Bạch Phi Yên. Tôn Mộ Khanh gật đầu, được, vậy phiền đồng thúc rồi. Người hầu trong nhà không nhiều, nếu cần ta giúp gì đồng thúc cứ nói tần diễm cũng nói đồng thúc ngài cứ tùy ý điều động thị vệ của tần phù đồng thúc xua tay và thở dài không được đâu sao dám phiền đến biểu thiếu gia và các vị khách quý ta sẽ tập hợp tất cả mọi người rồi bảo họ đi tìm kiếm nếu may mắn tìm thấy gì thì tốt nếu không thì đành phải đợi huyện nha đến thôi tần diễm còn nói thêm vài câu nhưng đồng thúc vẫn ngại ngùng không muốn điều động người của Tần phu. Thấy vậy, Tần Diễm cũng không nói thêm, và Đồng thúc liền bảo Tần Diễm cùng mọi người về nghỉ ngơi, chờ có kết quả sẽ báo lại. Thế là Tần Diễm dẫn Tần Hoàn và Tần Sương trở về viện. Còn Tôn Mộ Khanh, vì là người của Tôn gia, nên ở lại để hỗ trợ. Trên đường trở về, Tần Diễm hạ giọng hỏi, "Cửu muội muội, muội thấy chuyện này thế nào?" Tần Hoàn nheo mắt, có vẻ như là trả thù nhưng lâm thầm lại nói tiểu hạt thông rất ngoan ngoãn nếu là một người hiền lành như vậy thì không lý nào lại rơi vào cảnh bị giết tàn bạo như thế phục linh từng nhìn thấy thi thể của tiểu hạt thông đã theo tần hoàn lâu năm nàng từng thấy qua đầu của tống nhu chứng kiến liễu thị và liêu quản gia thậm chí cả những đống xương trắng chất đống nhưng dù vậy khi nhìn thấy tình cảnh của tiểu hạt thông nàng vẫn suýt không kiềm được mà muốn nôn sắp đến cửa viện lưng nàng vẫn lạnh toát nàng không thể hình dung nổi hung thủ phải ôm mối hận sâu thế nào mới có thể chém lên người tiểu hạt thông nhiều nhát như vậy chẳng lẽ có người đang muốn trả thù bách thảo viên sao tần diễm thoáng khựng lại bước chân và bất chợt đưa ra nhận xét tần hoàn hơi nhướng mày trả thù bách thảo viên tần diễm bị hỏi lại thì hơi lúng túng đáp ta chỉ đoán vậy thôi nếu không thì chẳng còn lý do nào hợp lý tần hoàn khẽ thở dài Bách Thảo Viên thì có gì đáng để trả thù chứ? Tôn Hạo Nguyệt mở Bách Thảo Viên để chữa bệnh cho phu nhân, lại còn cứu giúp không ít người ở xung quanh. Nếu là vì trả thù Bách Thảo Viên thì cũng đâu cần phải giết tiểu hạt thông. Chúng ta rốt cuộc vẫn chưa hiểu rõ về nơi này, trước mắt không nên vội đưa ra suy đoán. Tần Diễm gật đầu, đúng vậy, chúng ta không nên suy đoán lung tung cũng không nên can dự vào quá nhiều. Hai người cứ về trước không cần đi đâu trong sân cả, tốt nhất là khóa cả cửa viện lại. Tần Sương nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt, phải khóa cả cửa viện lại sao? Tần Diễm ừ một tiếng, nếu hung thủ còn muốn tiếp tục giết người thì sao? Đôi mắt Tần Sương đầy sợ hãi, trở về sân thì nhất quyết không chịu vào phòng một mình, kéo theo Vãn Tình, Tú Vân và Tần Hoàn ngồi cùng. Các nàng sáng nay còn chưa ăn sáng, lúc này đành dùng chút điểm tâm còn từ hôm qua ban ngày ban mặt nhưng vì sợ nên không ai dám về phòng một mình, ngồi cùng nhau vừa an tâm hơn lại vừa có người để chuyện cho. Tần Sương vẫn diêu rít không ngừng như mọi khi, trong khi Tần Hoàn chỉ mong ngóng tin tức từ phía tôn mộ khanh. Đợi khoảng một canh giờ, cuối cùng có tiếng gõ cửa viện, cửu cô nương. Xin mở cửa, nghe giọng tôn mộ khanh, Phục Linh vội mở cửa, tôn mộ khanh bước vào, mang theo thức ăn nóng hổi, nói, dùng cơm trước đi, ăn uống là quan trọng. Thấy Tần Hoàn đang chăm chú nhìn mình, Tôn Mộ Khanh nói thẳng, cứ ăn trước đi, vừa ăn ta vừa kể. Lúc này, Tần Hoàn và mọi người ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nghe Tôn Mộ Khanh kể, không tìm được hung khí. Trong phủ này chỉ có tất cả 23 hạ nhân, nay tiểu hạt thông đã chết, chỉ còn lại 22 người. Vừa rồi Đồng Thúc và Lâm Thầm đã tập hợp mọi người lại để hỏi tất cả đều nói tối qua không ai ra ngoài chỉ có hai người được phái đi huyện nha và đã có nhân chứng thật trùng hợp là tiểu hạt thông ở một mình trong một căn phòng nhỏ khi ngủ có người nhìn thấy đèn trong phòng hắn còn sáng nhưng khi họ tỉnh dậy thì đèn đã tắt thế nhưng không ai thấy hắn ra ngoài tần hoàn cao mày không thể nào tần hoàn không ăn được bao nhiêu nghe hết lời của tôn mộ khanh liền đặt đũa xuống không thể nào mà tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm hoặc là có ai đó đang nói dối, hoặc là đã bỏ sót điều gì đó. Án mạng xảy ra ngay trong nhà, tuyệt đối không có chuyện không để lại chút dấu vết nào. Đã lục soát hết chỗ ở của bọn hạ nhân chưa? Tôn mộ khanh gật đầu, đồng thúc đã cho mọi người lục soát chỗ ở của nhau, nhưng không tìm được vật gì khả nghi. Ánh mắt tần hoàn thoáng trầm xuống, vậy thì xem ra chỉ có thể đợi người của huyện Nha đến thôi sao? Khi các hạ nhân tự lục soát chỗ ở của nhau, vẫn có thể bỏ sót hoặc không chu toàn. Chỉ có người của phủ nha đến mới có thể kiểm tra kỹ càng từ góc độ khách quan mà phát hiện ra vấn đề. Nhưng người của huyện nha phải đến tối ngày mai mới tới. Khoảng thời gian này đủ làm mọi người lo lắng không yên. Tôn mộ khanh ngồi thêm một lát rồi rời đi, tần sương liền nói, lần này là xong thật rồi. Đợi người của phủ nha đến, chúng ta muốn rời đi chỉ sợ cũng phải chờ đến khi điều tra rõ ràng vụ án mới được phải làm sao đây? Tần Hoàn cũng lo lắng về vấn đề này, nhưng đến nước này, nàng chỉ có thể hy vọng người của huyện Nha nhanh chóng đến. Sự xuất hiện đột ngột của án mạng không chỉ khiến mọi người trong gia tộc Tần lo lắng mà còn phủ một bầu không khí u ám lên bách thảo viên. Đêm qua tuyết lớn, đến ban ngày tuyết đã ngớt chỉ còn lất phất, nhưng khi trời dần tối, tuyết lại bắt đầu nặng hạt. Trời chưa tối hẳn thì Tần Sương đã ôm theo một chiếc chăn gấm đến phòng Tần Hoàn vãn tình tú vân các ngươi đi kéo chiếc giường kia qua đây tối nay các ngươi và phục linh cùng nhau ngủ ngoài kia tần sương vừa nói vừa bước vào phòng trải chăn gấm của mình lên giường của tần hoàn tần hoàn nhíu mày hỏi ngươi có ý gì đây tần sương ho nhẹ một tiếng đáp hung khí vẫn chưa tìm thấy tung tích hung thủ cũng chẳng rõ ràng ta thấy tam ca nói rất có lý hung thủ có thể sẽ tiếp tục ra tay vì vậy Ta nghĩ rằng chúng ta nên ở cùng một chỗ, ít ra còn có thể hỗ trợ lẫn nhau." Tần Hoàn im lặng nhìn Tần Sương, sau vài giây, vẻ mặt Tần Sương trở nên khổ sở, nói: "Cho ta ở đây đi, ta thật sự rất sợ khi ở một mình." Dù cửa viện đã khóa, nhưng nếu hung thủ lẻn vào thì sao? Chương 232. Tần Sương vừa nói khiến sắc mặt của Phục Linh và mọi người thay đổi nhẹ, Tần Hoàn nhìn Tần Sương chớp mắt hai lần cơ ngỡ Tần Hoàn không đồng ý, nhưng cuối cùng Tần Hoàn vẫn nói, nhiều người ngủ chung một giường cũng ấm áp hơn, tối nay trời rất lạnh. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng Tần Sương cũng được ngủ chung với Tần Hoàn. Trước khi ngủ, Tần Sương hơi lo cho Tần Tương, liền dẫn theo vãn nắng và Tú Vân đi đến sân của Tần Tương. Đám người phục linh cứ nghĩ nàng sẽ ngồi một lúc, nhưng chưa được bao lâu, Tần Sương đã giận dữ trở lại, đúng là lòng tốt lại bị xem như ý đồ xấu ta hà cớ gì phải đi thăm nàng chứ phục linh ngạc nhiên nhìn tần sương đang ngồi bên cạnh tần hoàn khẽ hỏi có chuyện gì vậy lục tiểu thư vãn tình bước vào từ cửa viện phủi nhẹ tuyết trên áo rồi bất lực lắc đầu tần sương hừ lạnh một tiếng ta bảo nàng nên cẩn thận hơn một chút không được thì cứ qua ở nhà ta cũng được dù sao cũng cùng sân với nhau nhưng nàng lại từ chối còn mắng ta một trận nói là lời tần sương vừa dứt nàng liếc nhanh qua tần hoàn rồi đổi giọng nói chung là nàng chẳng biết điều gì cả thôi để nàng tự ở một mình bên đó đi ta vừa qua đó còn thấy nàng đang nâng đôi ngọc bướm mà xem nữa phục linh khẽ mỉm cười lục tiểu thư đừng giận ngũ tiểu thư cũng có tính toán riêng của mình tần sương hừ nhẹ chứ không phải là nàng to gan lắm Ta chẳng quản được nàng đâu. Thôi, chúng ta đi rửa mặt rồi ngủ sớm một chút, chỉ mong tuyết tối nay sớm ngừng." Phục Linh nhìn Tần Hoàn, thấy nàng gật đầu, bèn tiến lại giúp nàng rửa mặt, chải tóc. Không lâu sau, đèn trong phòng tắt hết, mấy người họ cùng ngủ một chỗ. Phải nói, phòng đông người thế này khiến họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dù vậy, cả đêm đó họ vẫn chỉ ngủ chập chờn. Sáng sớm hôm sau, Tần Hoàn đã tỉnh dậy, tần hoàn vốn không quen ngủ chung với người khác nhưng quay sang lại thấy tần sương trong phòng vẫn đang ngủ say thậm chí còn khẽ ngáy tần hoàn nhẹ nhàng đứng dậy bên ngoài đã thấy đám người phục linh đi vào nửa đêm qua có yên ắng không tần hoàn bước đến bên cửa sổ nhìn ra quả nhiên tuyết đã ngừng rơi trong lòng tần hoàn nhẹ nhõm vừa rửa mặt xong thì cổng viện đã có tiếng gõ giọng nói trầm ấm ôn hòa của chu hoài vang lên bên ngoài cửu cô nương. Đã đến giờ dùng bữa sáng. Tần Hoàn Liếc nhìn vãn tình, đi gọi tiểu thư nhà ngươi. Vừa dứt lời, Phục Linh mở cổng viện, Tần Hoàn liền đi thẳng về phía sân của Tần Diễm. Đến nơi, nàng không thấy bóng dáng tôn mộ khanh đâu, còn đang do dự thì Tần Diễm dường như hiểu ý, tôn công tử đến chỗ tôn thần y rồi, sáng nay không dùng bữa cùng chúng ta. Tần Hoàn nghĩ tôn mộ khanh chỉ muốn biết tình hình trong phủ hiện tại ra sao, nghe vậy liền gật đầu xem như đã hiểu. Không lâu sau, Tần Sương cũng đến sân, mọi người cùng nhau dùng bữa. Do tuyết lớn làm chậm trễ hành trình và vụ án mạng ở Bách Thảo Viên, Tần Diễm, Tần Hoàn và Tần Sương đều lộ rõ vẻ u ám. Chỉ có Tần Tương là sắc mặt và tâm trạng vẫn rất tốt, dường như không chút lo lắng. Cũng vì không tận mắt chứng kiến hiện trường nên lòng nàng càng thấy may mắn, vui vẻ. Dùng bữa xong, Tần Tương một mình quay trở về sân riêng. Tần Hoàn và Tần Sương cũng lần lượt trở về phòng. Đến buổi trưa, Tôn Mộ Khanh đến viện của Tần Hoàn. Hôm qua sư huynh Hạo Nguyệt cũng đã đến thăm tiểu hạt thông, dặn dò gia nhân ở lại cùng nhau để nếu ai có gây rối thì mọi người sẽ phát hiện ngay. Ta cũng hỏi đồng thúc về xuất thân của hạ nhân trong phủ. Đồng thúc nói một nửa trong số họ là người mua từ bên ngoài khi ổn định nhà cửa nửa năm trước, do chính đồng thúc lựa chọn tần hoàn lòng trùng xuống ta còn lo đêm qua sẽ xảy ra chuyện nhưng mọi thứ vẫn ổn cứ chờ nha sai của huyện đến tối nay là được tôn mộ khanh cũng phản ứng ngay đúng đúng cửu cô nương đã nhắc đến việc này tần hoàn nheo mắt đồng thúc có tra hỏi người bệnh trong phủ không người gây ra vụ này ra tay tàn nhẫn đến vậy trừ khi có thủ hận sâu sắc với tiểu hạt thông đáy mắt tôn mộ khanh lóe lên điều này ta lại quên hỏi mất nói rồi tôn mộ khanh lập tức đứng dậy vậy để ta đi hỏi đồng thúc không chỉ riêng tần hoàn mà cả tần sương phục linh và những người khác đều thấp thỏm chờ đợi đợi thêm chút nữa để nghe ngóng tin tức tôn mộ khanh liền thả lỏng xoay người rời khỏi cuối cùng khi bước ra sân tôn mộ khanh nhìn tần hoàn lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn chờ khoảng thời gian uống hai chén trà tôn mộ khanh mới quay lại trước cổng viện của tần hoàn khuôn mặt u ám, bước vào rồi thở dài nói, cửu cô nương, không liên quan gì đến người bệnh. Đồng thúc nói người bệnh trong phủ đã được tiễn đi từ hôm trước. Vừa nghe xong, tân hoàn phần nào chốt được nỗi lo trong lòng, nhưng đám mây nghi ngờ vẫn chưa tan đi. Nếu hung thủ không phải là người bệnh thần trí không rõ, thì còn ai có thể làm việc này? Trong ngôi nhà cũ kỹ và tăm tối này, lại ẩn giấu một hung thủ tàn nhẫn như vậy, Nghĩ đến điều này khiến Tần Hoàn cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Vậy là ta đã nghĩ sai rồi, có lẽ vẫn nên chờ quan phủ đến điều tra thôi. Thấy Tần Hoàn nói với giọng điệu trầm ngâm, Tôn Mộ Khanh vội an ủi, "Cửu cô nương đừng lo, tối nay quan phủ chắc chắn sẽ đến, lúc đó hãy giao lại cho họ xử lý." Tần Hoàn ừ một tiếng, rồi nhìn con đường tuyết phủ dày bên ngoài, chỉ mong hôm nay trời đừng tuyết nữa, kẻo làm chậm trễ hành trình của họ nói rồi tần hoàn đứng dậy đi qua đi lại không hiểu sao trong lòng nàng lại nôn nóng như vậy thấy biểu hiện của nàng tôn mộ khanh liền nói nếu tần cô nương cảm thấy phiền muộn thì chi bằng đi ra ngoài dạo một chút ban ngày ban mặt ra ngoài hít thở không khí cũng không có gì cả nghe vậy tần hoàn dừng lại đành nghe theo lời tôn mộ khanh tần hoàn muốn ra ngoài tần sương cũng tự nhiên muốn đi cùng Tôn Mộ Khanh bèn đồng hành với hai chị em ra ngoài sân. Tần Hoàn nghĩ ngợi rồi quyết định đi về phía Bắc, tránh con hẻm nhỏ mà họ đã đi qua ngày trước. Trên đường, Tôn Mộ Khanh hỏi Tần Hoàn học y từ khi nào, nàng đáp rằng từng học y thuật từ vợ chồng Tần Giật. Đi chưa xa, nhóm Tần Hoàn đến trước một sân nhỏ, nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên trong, cùng với những âm thanh răng rắc, răng rắc kỳ lạ. Tần Hoàn cảm thấy nghi hoặc, còn tần sương đã nhanh chân chạy lên trước cửa nhìn vào vừa thấy cảnh trong sân nàng liền hỏi lớn tiểu hạt rẻ ngươi đang làm gì thế tần hoàn nhướn mày cùng tôn mộ khanh tiến lại gần vừa nhìn vào sân họ thấy tiểu hạt rẻ đang làm đồ mộc hai thanh gỗ dài dựng đơn giản trên một giá tiểu hạt rẻ đứng một chân lên ghế tay cầm công cụ đang bào phẳng mặt tấm ván gỗ thấy nhóm tôn mộ khanh đến tiểu hạt rẻ lập tức đi tới chào họ. Bái kiến biểu thiếu gia, chào hai vị tiểu thư. Tôn mộ khanh cũng tò mò hỏi, người đang làm gì vậy? Trên mặt tiểu hạt rẻ vẫn còn vẻ đau buồn, nghe vậy đáp, trong nhà không có quan tài, giờ có đi mua cũng không kịp nữa. Đã làm thân hại nhân, cũng chẳng được coi trọng. Ngươi là người tốt, dưới suối vàng hắn biết được cũng sẽ cảm thấy được an ủi. Tiểu hạt rẻ lắc đầu, thế cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu hắn không chết thì đã tốt rồi. Người đã khuất thì cũng qua rồi, người hãy làm tốt phần mình, sống một cuộc đời tử tế, như vậy dưới suối vàng hắn nhìn thấy cũng được an ủi nhiều phần. Tần Sương dịu giọng, quả thực biết cách an ủi người khác. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 233. Tần Hoàn cười khổ trong lòng, bản thân nàng đâu có thiên phú như người khác. Đúng là như lời tôn mộ khanh, có người sở hữu thiên phú thật sự, nhưng đó không phải là nàng. Lý do nàng được sư phụ thu nhận chỉ đơn giản vì nàng rất chuyên tâm luyện tập. Còn chuyện tiểu hạt rẻ, tần hoàn lắc đầu, cảm thấy trong lòng có chút gì đó bất ổn, nhưng lại không thể nghĩ ra điều đó là gì. Cửu tiểu thư bỗng nhiên hiểu biết về y thuật là vì trong cơ thể cửu tiểu thư có một linh hồn khác. Tiểu hạt rẻ bỗng nhiên lại thông thạo nghề mộc, chẳng lẽ cũng là vì tiểu hạt rẻ bị một ai khác nhập vào sao nghĩ đến đây tần hoàn không khỏi thấy lạnh gáy nàng vốn không tin vào chuyện ma quỷ nhưng bản thân nàng lại không biết phải giải thích chuyện này thế nào suy nghĩ một lúc cuối cùng tần hoàn chỉ lắc đầu nàng tỉnh lại thành cửu tiểu thư chẳng biến thành ma quỷ cũng chẳng gặp phật tổ thần tiên hay minh vương la sát gì cả vận mệnh đã an bài khiến nàng chết đi rồi sống lại nhưng nàng vẫn chưa hiểu hết lý do tần hoàn chỉ biết rằng mọi tội lỗi trên đời đều do con người gây ra nếu có quỷ thì quỷ cũng ở trong lòng người sau khi ghé thăm và phát hiện tiểu hạt rẻ bỗng nhiên có tay nghề nghề mộc tinh xảo lòng tần hoàn cũng thoải mái hơn phần nào trở về sân chưa bao lâu sau đã đến giờ cơm trưa sau bữa trưa tất cả mọi người trong bách thảo viên bao gồm cả tần hoàn đều đang chờ người của huyện nha đến tần sương từ chỗ của tần tương trở về nói ngũ tỷ giờ chẳng hề để tâm đến chuyện trong phủ chết chóc ra sao cứ nghĩ bạch thiếu chủ sẽ quay về hôm nay từ sáng sớm đã trở ngóng thật chẳng giữ chút ý tứ nào cả tần hoàn bật cười lần đầu gặp người mình thích thông cảm cho nàng ấy đi tần sương hừ nhẹ không mấy để tâm rồi lại nói à còn chuyện này người chết bên kia đã bị phong tỏa đám hạ nhân trong phủ giờ rất sợ hãi họ nói tiểu hạt thông chết khi tuổi còn quá trẻ nên dễ mang đến cái gì đó cái gì cơ tần hoàn tò mò nhìn tần xương tần xương cau mày nói không kiên nhẫn ngươi sao cái gì cũng không biết vậy người còn trẻ mà đã chết sát khí sẽ dễ mang đen đuổi vào phù người quên rồi sao trước kia ngươi cũng tần xương vội nói nhưng đến đây thì dừng lại đột ngột nàng biến sắc nhận ra mình vừa nói gì vội đưa tay bịt miệng. Tần Sương lùi một bước, rồi lại lùi thêm, "Ta, ta không có ý như vậy." Phục Linh hừ một tiếng, không thèm nhìn Tần Sương, Tần Hoàn chỉ lắc đầu, nói, "Thói quen ăn nói của ngươi, sớm muộn cũng gây chuyện thôi." Tần Sương biết vừa rồi mình nói không đúng, nên cũng hiểu lúc này không nên tranh luận, chỉ cúi đầu lẩm bẩm nhỏ giọng, "Ta, ta đâu phải cố ý, chẳng phải coi mọi người như người nhà mới thế sao?" Lần này sơ suất, ta xin lỗi, lần sau tuyệt đối không nói thế nữa." Bị Tần Sương làm cho bực mình, Phục Linh suốt nửa ngày vẫn không hết giận. Người ta thường nói bản tính khó sửa, quả là đúng thật. Nay vì Tần Sương bất hòa với Tần Tương mà nàng dựa vào Tần Hoàn. Nhưng lỡ sau này Tần Hoàn xảy ra chuyện không may, chắc nàng ta cũng chẳng nhớ nổi tình tỉ muội nữa." Phục Linh thở dài buồn bã nghĩ, nếu quận chúa cũng về kinh thành thì tốt quá đến tận khi trời tối phục linh vẫn không tỏ ra thân thiện với tần sương còn tần sương thì buồn bực thỉnh thoảng chỉ nói vài câu với tần hoàn mà nàng cũng chỉ đáp lại qua loa tần sương bắt đầu thấy chán nản đúng lúc đó tôn mộ khanh bước nhanh vào từ bên ngoài cửu cô nương người của huyện nha đến rồi vừa nghe câu này cả nhà lập tức hưng phấn hẳn lên chuyện bực bội buổi chiều lập tức tan biến họ ở đâu có bao nhiêu người đến tần hoàn hỏi ngay tôn mộ khanh liền đáp có năm người đến một bộ đầu huyện nha và bốn bộ khoái tần hoàn gật đầu vậy là tốt giờ họ đang làm gì nghe vậy tôn mộ khanh cười khổ đồng thúc đang mời họ ăn cơm họ đến rồi chỉ ra sau xem tiểu hạt thông một chút còn thì chưa hỏi gì cả tần hoàn mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn nói trời vẫn còn sớm đoán chừng ăn xong cơm họ sẽ bắt đầu hỏi tần sương vội vàng hỏi vậy có phải chúng ta cũng sẽ bị gọi đi hỏi không theo lý thì ai trong nhà này có liên quan đều sẽ bị gọi đi hỏi tần hoàn đáp nhẹ nhàng rồi tôn mộ khanh cũng lên tiếng đúng vậy tất cả đều sẽ phải hỏi nhưng hiện tại họ vẫn chưa biết tình hình cụ thể trong nhà đồng thúc đang tiếp chuyện họ tần hoàn thấy yên lòng phần nào dẫu thế nào thì người của huyện nha cũng đã đến vụ án này cuối cùng cũng có thể được điều tra thực sự tuyết đã ngừng nhưng thời tiết vẫn lạnh đến thấu xương không chỉ tần hoàn và tần sương mà cả tôn mộ khanh đều đang đợi đồng thúc đến gọi nhưng tôn mộ khanh đợi ở chỗ tần hoàn gần một canh giờ mà vẫn không thấy đồng thúc phái ai đến thực sự là đợi không nổi cuối cùng tôn mộ khanh tự mình đi đến đông uyển xem xét còn tần hoàn và tần sương tiếp tục chờ chỉ nửa canh giờ sau Tôn Mộ Khanh quay lại với vẻ tức giận, cửu cô nương, không cần đợi nữa, bọn họ ăn uống no say rồi ngủ cả rồi. Cái gì, một vụ án mạng đang bày ra trước mắt mà họ lại đi ngủ? Họ có biết đây là nhà của ai không? Tần Sương hét lên không tin nổi, Tôn Mộ Khanh thở dài, họ biết chứ, nhưng đồng thúc phái người đến huyện nha báo tin, đám bộ đầu đến đây cũng nhanh, nhưng chắc chắn đã nhận không ít bạc rồi. Giờ bọn họ đã ngủ cả, bảo là sáng mai mới bắt đầu hỏi chuyện. Tần Hoàn lập tức nhíu mày, huyện nha dù là bộ máy của quốc gia, nhưng ở nơi xa xôi thiếu giám sát thì một ông huyện quan cũng có thể làm vua một cõi. Mấy bộ đầu, bộ khoái thường làm quen với án mạng cũng không lấy gì làm lạ, nhưng ít nhất cũng nên tập trung làm việc. Đằng này họ đến ăn uống no say rồi đi ngủ, rõ ràng là không nghiêm túc điều tra. Họ không sợ người của Dược Vương Cốc sẽ truy cứu sao? tần sương ngạc nhiên tôn mộ khanh cười khổ họ sợ cái gì chứ họ đâu có sợ gì hết dược vương cốc không can thiệp vào triều đình không có quan lớn ở đây họ càng chẳng sợ gì cả dù không thường ra ngoài tôn mộ khanh cũng hiểu rõ lý lẽ này tần hoàn nheo mắt ngày mai chỉ có cách để tam ca qua ép bọn họ một chút nếu không chắc chắn sẽ chẳng có ai làm việc nhanh nhẹn nghe vậy tôn mộ khanh cũng đồng ý như thế Tần Hoàn an ủi hắn vài câu rồi bảo về nghỉ ngơi. Tần Hoàn và Tần Sương cũng nằm xuống nghỉ. Đêm đó, vì những bộ khoái kiêu căng, lười biếng kia mà giấc ngủ của Tần Hoàn cũng chẳng yên ổn. Mọi người đều chờ đợi có người đứng ra điều tra rõ ràng vụ án của Tiểu Hạt Thông. Nhưng mãi đến trưa hôm sau Tần Hoàn và mọi người mới bị gọi vào phòng nghị sự ở phía đông. Tần Diễm đi đầu, theo sau là Tần Hoàn, rồi đến Tần Sương và Tần Tương đi cuối. Khi cả nhóm vào trong phòng, Tần Hoàn liền nghe thấy một giọng nói kỳ quặc đang vang lên. "Vụ án xảy ra trong nhà các ngươi, hung thủ đương nhiên cũng ở đây. Ngươi là quản gia trong phủ, ta tạm xem ngươi vô tội, còn những người khác, cứ gọi từng người tới hỏi." Nghe vậy, Đồng Túc cười khổ, tống bộ đầu, "Nếu dùng hình mà cũng không hỏi được thì sao?" Kẻ có giọng âm dương quái khi đó hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, "Đừng lo, không có ta tống lợi này mà hỏi không ra. Người bảo trong nhà này còn người, đúng không? Cứ gọi hết vào hỏi cho rõ ràng. Vừa dứt lời, tần diễm bước vào phòng, nghe thấy mọi chuyện, nét mặt lạnh lùng, tống bộ đầu muốn hỏi gì. Trong phòng đầy người, chính giữa vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên mặc công phục nha môn. Người này có đôi tay to và mặt lớn, ngồi trong tư thế nghiêng ngả, không chút trang trọng. Thấy có người bước vào, hắn liếc mắt nhìn tới có vẻ như thấy được phong thái đặc biệt của tần diễm hắn vội thẳng người cố tỏ vẻ công chính ngươi là ai tần diễm nhìn tống lợi đáp tần diễm nghe tần diễm báo danh tống lợi vẫn chưa tỏ vẻ coi trọng hờ hững nói à tần diễm ngươi từ đâu tới đến đây có việc gì nhà tôi ở kinh thành lần này là được bạn mời đến đây ở nhờ thấy tần diễm trả lời thẳng thừng không chút cung kính, tống lợi cau mày, ở nhớ. Cái cớ này thật thú vị, các ngươi, mau dẫn hắn đi hỏi kỹ cho ta. Vừa dứt lời, hai bộ khoái phía sau tống lợi lập tức bước tới, nhưng tần diễm nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi, tống bộ đầu thẩm án kiểu này sao? Nghe giọng điệu của tần diễm, tống lợi liền tỏ ra bực tức, ta thẩm án ra sao không cần ngươi dày. Đây là nha môn đang phá án, hay ngươi không muốn hợp tác? Hay là ngươi chột dạ? Ngươi có quan hệ gì với tiểu hạt thông? Có phải người là hung thủ không? Tần Diễm cười lạnh, thuộc hạ của tưởng Nguyên Châu lại có kiểu làm việc như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Nghe ba chữ tưởng Nguyên Châu, sắc mặt Tống Lợi lập tức thay đổi. Tưởng Nguyên Châu chính là huyện lệnh của Viên Châu, và Tống Lợi chỉ dám ngông nghênh như vậy khi không có tưởng Nguyên Châu ở gần. Nếu tưởng Nguyên Châu ở gần, hắn chỉ muốn lập tức tỏ vẻ lấy lòng. Nhưng người trước mặt này không chỉ có phong thái khác thường mà còn dám xưng hô tên tưởng huyện lệnh bằng giọng điệu như vậy rốt cuộc là ai đây tống lợi sững sờ ngươi ngươi dám gọi thẳng tên của huyện lệnh đại nhân sao ngươi to gan quá trong đáy mắt tần diễm lóe lên tia lạnh lẽo làm càn tưởng nguyên châu thấy ta còn phải quỳ xuống hành lễ ngươi là gì mà dám quát tháo ở đây giọng tần diễm sắc bén như lưỡi kiếm lập tức khiến tống lợi đứng hình Đồng thúc bên cạnh mang sắc mặt phức tạp, còn tôn mộ khanh thì mở to mắt nhìn tần diễm. Tống lợi hoảng hốt đứng bật dậy, thấy tần diễm không giống như giả bổ, trong lòng lo lắng không yên, xin hỏi. Xin hỏi công tử là ai? Chu Hoài bước lên một bước, giọng ôn hòa nhắc nhở, trước mặt ngươi là thế tử gia của Trung Dũng Hầu Phù. Đôi mắt dài của Tống Lợi lập tức trợn lớn, nhìn Tần Diễm một hồi lâu rồi cúi đầu xuống, thế tử thì ra là thế tử của Trung Dũng Hầu Phủ. Tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mong thế tử lượng thứ. Nói xong, hắn liếc mắt về phía bốn người phía sau, còn đứng đó làm gì, mau hành lễ với thế tử. Vừa dứt lời, hắn cùng với mấy người phía sau đều quỳ xuống trước tần diễm. Bái kiến thế tử, nếu biết ngài đến, chắc chắn tưởng đại nhân sẽ đích thân đến đón tiếp. Tần diễm lạnh lùng nhìn tống lợi, cuối năm sắp tới, là lúc các châu huyện đều được kiểm tra đánh giá. Nếu Tưởng Nguyên Châu biết thuộc hạ của mình làm việc tắc trách như thế, không biết hắn sẽ nghĩ sao? Hay là Tưởng Nguyên Châu đã biến huyện này thành tiểu triều đình của riêng hắn, tha hồ phóng túng thuộc hạ. Nghe những lời này, Tống Lợi toát mồ hôi lạnh, cuối năm đến, tất cả các quan viên châu huyện đều bị kiểm tra đánh giá. Tưởng Nguyên Châu chỉ là một huyện lệnh nhỏ bé, dù có thể tác oai tác quái nhưng vừa nhìn lên trên, từ châu phủ đến các quan cấp cao đều đè nặng trên đầu hắn. Tưởng Nguyên Châu luôn mơ được thăng tiến, nếu vì tống lợi mà mất cơ hội hoặc bị thế tử cản đường thì e rằng Tưởng Nguyên Châu giết hắn cũng không có gì lạ. Thế tử nói quá lời rồi, chỉ là thuộc hạ hồ đồ mà thôi. Chúng thuộc hạ đã đi suốt một ngày đường từ huyện đến đây, cũng là để điều tra rõ ràng vụ án mạng trong phủ, nếu không thì đã chẳng mạo hiểm tuyết lớn mà đến kính xin thế tử minh giám. Vừa nói, tống lợi vừa ngẩng đầu lên, tiếp lời, kính xin thế tử điện hạ minh giám. Tần Diễm vốn không thực sự muốn truy cứu, thấy thái độ của tống lợi đã thay đổi, giọng nàng cũng dịu đi một chút, nếu đã tới điều tra án, vậy hãy làm cho ra vẻ, để mọi người xem huyện này được trị như thế nào. Chủ nhân của ngôi nhà này là thiếu chủ của dược vương cốc tôn gia. Ngay cả phụ thân của ta cũng không dám sơ suất trước mặt họ, các ngươi thật to gan mà dám vô trương như vậy trước mặt họ sao? Không, không dám đâu À? Tiểu nhân không hề dám làm ra vẻ, chỉ là hồ đồ nhất thời, mong quản gia lượng thứ. Chương 234. Tống Lợi cúi đầu cung kính chào Đồng Thúc, rồi tiếp tục khom lưng. Đồng Thúc chỉ phất tay ra hiểu, trong khi Tần Diễm nói thêm, cho người hai ngày, nếu không điều tra ra manh mối, tưởng Nguyên Châu sẽ ở lại huyện này cả đời. Nghe đến đây, mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng tống lợi, hắn vội vàng gật đầu, giả, 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 tiểu nhân nhất định sẽ dốc hết sức. Tần Diễm nheo mắt, ánh mắt lạnh băng, đứng dậy đi, để ta xem ngươi có xứng đáng ngồi vào chức bộ đầu này hay không. Tống lợi run rẩy đứng dậy, dù được giao chức bộ đầu, nhưng hắn thật ra chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Hắn không có chút đầu mối nào để bắt đầu điều tra vụ án này. Tống lợi lùi lại một bên, không dám ngồi vào ghế chính, chỉ nhìn tần diễm và nói: "Thế tử, vừa rồi tiểu nhân đã xem xét thi thể. Người chết có dấu vết bị hành hạ rất tàn nhẫn, cứ như là có ai muốn trả thù vậy. Vì thế, tôi nghi ngờ rằng có thể do thù oán từ trước trong gia đình gây ra." Đồng thúc bên cạnh đáp lời: "Tiểu hạt thông mới đến phủ nửa năm nay, chưa bao giờ gây sự với ai, không hề có tranh chấp gì, nên việc báo thù từ gia đình là không thể." mồ hôi trên trán tống lợi càng lúc càng nhiều vậy có thể là hai mắt tống lợi láo liên nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra khả năng nào khác các vụ án mạng ở huyện này vốn không nhiều kinh nghiệm hắn lại ít suy nghĩ nông cạn vụng về lúng túng trong khoảnh khắc không biết phải làm gì thấy vậy tần hoàn với vẻ mặt lạnh lùng tiến lên và hỏi tống bộ đầu đã nghiệm thi chưa nghiệm thi à mắt tống lợi sáng lên a à, tiểu nhân sẽ lập tức đi nghiệm thi cẩn thận ngay. Giọng tống lợi có chút ngập ngừng, hắn nhìn nhóm cô nương đi cùng tần hoàn với vẻ nghi ngờ, rồi quay sang đồng thúc như muốn tìm sự giúp đỡ, vài vị này là. Đồng thúc liếc nhìn tần hoàn rồi trả lời, mấy vị này là muội muội của tần thế tử. Nghe đến đây, tống lợi không dám chậm trễ thêm, liền nói ngay, dạ, nghiệm thi. Ta sẽ đi nghiệm thi ngay lập tức, vừa rồi thuộc hạ xem xét quá sơ sài giờ sẽ đi nghiệm thi kỹ càng. Hắn vung tay ra hiệu, gọi thêm mấy bộ khoái khác cùng đi. Có thể thấy hắn là người đứng đầu nhóm bộ khoái này, chỉ cần hắn ra lệnh, đám bộ khoái ấy đều răm rắp nghe theo. Khi thấy Tống Lợi dẫn người đi ra ngoài, Đồng Thúc mới bước lên cười khổ và nói, đa tạ Tần Thế Tử. Tần Diễm vội xua tay, ở đây nhờ cậy Đồng Thúc đã là phiền toái rồi, Đồng Thúc không cần phải cảm ơn. Tôn Mộ Khanh cũng bước lên nói: "Thật không ngờ Tần công tử lại là thế tử, ta hoàn toàn không biết, thật là thất lễ." Tần Diễm cười nói: "Ta với Tôn công tử là bằng hữu, đâu cần khách sáo chuyện này. Cũng không phải cố ý giấu Tôn công tử." Tôn Mộ Khanh cười ha hả: "Ta hiểu rồi, Tần công tử và muội muội là những người không màng danh lợi, không để ý đến thân phận và danh tiếng của mình." Sau khi ngừng một chút, Tôn Mộ Khanh nhìn Tần Diễm và nói: tống bộ đầu nói sẽ đi nghiệm thi hay là chúng ta đi xem thử lời đề nghị này được mọi người đồng ý chỉ có tần tương không đi theo mà tiến đến hỏi đồng thúc đồng thúc thiếu chủ nhà họ bạch không biết khi nào mới trở về đồng thúc mỉm cười hiền lành nhìn tần tương dường như rất yêu thích tính cách dịu dàng của nàng ngũ tiểu thư nhớ thiếu chủ nhà họ bạch sao cậu ấy đi xa mấy ngày chắc hôm nay tối không về nhưng có lẽ ngày mai sẽ trở lại Nghe vậy, ánh mắt tần tương thoáng u buồn, gật đầu cảm ơn, rồi rời khỏi phòng nghị sự. Nàng không đi về phía tần diễm mà lập tức quay trở về tây khách viện của mình. Mọi người đều đang tập trung vào vụ án của tiểu hạt thông, chẳng ai để ý đến tần tương ra sao. Tay chân người chết đều có vết chém, vết thương ở ngực và bụng có thể là vết thương chí mạng. Quần áo người chết vẫn còn chỉnh tề, cho thấy không có dãy ruộng nhiều điều này có thể suy ra rằng hung thủ rất có khả năng là người quen khiến nạn nhân mất cảnh giác nên mới bị đâm bất ngờ tống lợi vừa quan sát thi thể vừa nói sau đó quay lại nhìn nhóm người của tần diễm thế tử tiểu nhân vẫn nghĩ rằng vụ này phần lớn là do người quen gây ra đôi khi tuy không có mâu thuẫn bề ngoài nhưng rất có khả năng có ai đó ghi hận vì chuyện nhỏ rồi nảy sinh ý định trả thù tần diễm trao mày quả thực hắn không có kinh nghiệm phá án lời của tống lợi nghe cũng hợp lý đối với người không hiểu rõ tình hình thấy tần diễm im lặng tống lợi càng tự tin vào suy luận của mình nhưng khi hắn còn chưa kịp nói thêm một giọng nói lạnh lùng đã vang lên sao người biết hắn không dãy rủa chỉ dựa vào quần áo là biết sao phần ngực áo của hắn đã bị dao cắt qua chẳng lẽ phải đợi áo rách hẳn mới coi là dãy rủa à trong lòng tần hoàn dấy lên sự tức giận giọng nói trở nên lạnh lẽo đến thấu xương khác hẳn với vẻ bình thường của nàng lời nàng vừa dứt tống lợi lập tức cứng họng không biết đáp sao những người xung quanh cũng bị nàng làm cho kinh sợ tần sương vốn không dám nhìn thi thể nghe động tĩnh từ tần hoàn liền theo bản năng đi ra phía sau bức tường khi nhìn thấy thi thể tiểu hạt thông sắc mặt nàng lập tức tái nhợt may nhờ có vãn tình đỡ lấy nàng mới không khuỵu ngã xuống đất nếu không phải thế thì sao trên mặt hắn cũng đâu có vết thương. Tống lợi bị hỏi đến lúng túng, tần hoàn nheo mắt nói, ít nhất ngươi nên cởi áo hắn ra, xem trên người hắn có vết thương gì không, cũng cần nhìn móng tay của hắn. Nghe lời này, tống lợi định tự làm nhưng chợt nhận ra bản thân bị một nữ từ chỉ đạo nên không khỏi bực bội. Hắn chỉ vào hai bộ khoái bên cạnh, hai người các ngươi, cởi áo hắn ra. Nghe nói muốn cởi áo thì thể, vãn tình lập tức đưa tần xương ra chỗ khác. Tống Lợi nghĩ bụng, nếu thi thể đã cởi áo, Tần Hoàn chắc chắn sẽ bỏ đi, lúc đó sẽ không ai có thể sai khiến hắn nữa. Hai bộ khoái bước tới, nhanh chóng cởi áo của Tiểu Hạt thông ra. Vừa cởi áo xong, thi thể mềm nhũn của Tiểu Hạt thông liền ngã sang một bên. Hai bộ khoái nhẹ nhàng đặt hắn nằm ngay ngắn trên mặt đất. Khi đã cởi xong áo thi thể, Tống Lợi quay lại, thấy Tần Hoàn vẫn đứng yên ở nơi xa mà không tránh đi lòng hắn không khỏi dối bời. Tần Hoàn dù sao cũng chỉ là một nữ tử, không chỉ tham gia phá án mà còn không có chút ý định tranh né. Lau khô máu trên người hắn đi. Tần Hoàn không muốn đôi co với Tống Lợi, liền ra lệnh trực tiếp. Một trong các bộ khoái biết nàng là tiểu thư của Trung Dũng Hầu Phủ, thấy Tần Diễm có mặt, lại nhìn thấy dáng vẻ lung túng của Tống Lợi, nên không trần trừ làm theo lời nàng. Họ cẩn thận lau sạch sẽ máu trên thân tiểu hạt thông khi lau xong mấy vết thương ở vai và cánh tay của tiểu hạt thông dần lộ ra một bộ khoái nhớ lời tần hoàn liền cầm tay hắn lên xem và phát hiện điều gì đó ánh mắt không khỏi sáng lên móng tay hắn có một ít vải bông vừa nói bộ khoái kia cẩn thận lấy miếng vải bông từ móng tay của tiểu hạt thông ra tần hoàn bước tới một bước mọi người xung quanh cũng tiến lên nhìn họ thấy trong lòng bàn tay bộ khoái là một màu vải bông nhỏ dường như đã bị xé từ quần áo của người khác. Lòng bàn tay hắn còn có một vết thương. Cổ tay hắn cũng có một vết bầm tím, có vẻ như là do ai đó cấu vào. Vai cũng có vết xước, ở phần phía sau, trông giống như bị chảy ra. Đây chỉ là một cuộc nghiệm thi sơ sài và đơn giản, nếu là trước kia, chắc chắn Tần Hoàn sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng giờ đây, nàng chỉ cần tìm ra manh mối quan trọng nhất. Kiểm tra ngực và bụng, rồi lau sạch vết máu trên mặt. Chỗ nào có thi đốm thì sẽ là vết xước cũ, chỗ nào bầm tím thì sẽ là vết xước mới, màu sậm đen là thi đốm. Tần Hoàn chỉ dẫn đơn giản vài câu, bộ khoái liền nhanh chóng bắt tay vào làm. Tống lợi đứng một bên, thấy người của mình làm theo lời Tần Hoàn mà mặt mày đen lại. Thêm hai bộ khoái khác cũng vào hỗ trợ, chỉ còn lại mình Tống lợi đứng đó như một khúc gỗ ngây ngốc. Còn nữa, má trai hắn có vết thương, ngực và bụng cũng vậy, ngoài vết dao ra da còn có vết bầm trông như bị đánh. Dù không chuyên về nghiệm thi, nhưng bộ khoái kia đã chứng kiến nhiều người dân đánh nhau bằng binh khí và vết thương để lại giống với những gì đang thấy trước mắt, nên hắn đưa ra phỏng đoán theo bản năng. Tần Hoàn đứng một bên quan sát mà không phản bác lại, nàng nói, kiểm tra đùi của hắn và xem giày hắn nữa. Thấy Tần Hoàn không phủ định, các bộ khoái biết mình làm đúng. Lúc trước, Tống Lợi bị Tần Diễm mắng làm họ đều khiếp sợ, không biết phải làm sao. Giờ có Tần Hoàn chỉ đạo, họ làm việc còn ra dáng bộ khoái hơn, nên khi Tần Hoàn ra lệnh, động tác của họ càng nhanh nhẹn. Một người xem chân, người khác kiểm tra giày, những người xung quanh đều nín thở theo dõi, mặc cho tình hình hiện tại được Tần Hoàn nắm quyền điều khiển. Đùi cũng có thương tích, cả đầu gối và phía trước cẳng chân đều có vết bầm, trông như bị đá vào giày của hắn không có gì đặc biệt nhưng đế giày lại có bùn bẩn nghe vậy tần hoàn khẽ cau mày quần của hắn thì sao khi nghe hỏi một bộ khoái lắc đầu đáp ướt sũng toàn là máu loãng thời tiết này mà quần áo ướt thì chỉ có bị đông cứng lại thôi bộ khoái nói thẳng những gì mình nghĩ và đúng là điều tần hoàn đang cần biết sau khi hỏi xong tần hoàn cau mày không hỏi thêm gì khác nàng tiến tới cầm miếng vải đen nhỏ mà bộ khoái vừa lấy từ móng tay của tiểu hạt thông miếng vải này cũng dính máu loãng nhưng nếu rửa sạch sẽ có thể biết được chất liệu của nó và từ đó thu hẹp phạm vi hung thủ cửu cô nương nàng đã phát hiện được gì sao nhìn vẻ trầm tư của tần hoàn tôn mộ khanh không nhịn được bước lên hỏi tần hoàn ngẩng đầu đôi mắt ánh lên sự sâu xa tiểu hạt thông ở đâu đưa ta đến xem thử Tôn Mộ Khanh còn chưa kịp trả lời, Tống Lợi ở bên cạnh đã xen vào, đến nhà hắn làm gì? Tần Hoàn không thèm liếc nhìn Tống Lợi, chỉ quay sang Đồng Thúc phiền Đồng Thúc dẫn đường. Đồng Thúc gật đầu, lập tức xoay người bước ra ngoài. Mọi người thấy vậy liền cùng đi theo, Đồng Thúc dẫn mọi người qua những con đường quanh co, cuối cùng cũng đến nơi ở của Tiểu Hạt Thông, ngay gần hiện trường vụ án. Tiểu Hạt Thông sống ở viện của Hạ Nhân, nơi này không phải sân nhà riêng mà chỉ là một khoảng trống vuông vức không có tường bao quanh tần hoàn đứng ở cửa từ hành lang trước cửa rẽ trái đi về hướng tây nàng không nói gì cứ thế men theo hành lang không lâu sau đến trước một căn phòng chứa đồ ở đây có hai lối rẽ và nàng dừng lại đồng thúc nhìn quanh và nói đây là phòng chứa đồ phía sau cách không xa là nhà xí tần hoàn gật đầu không nói thêm chọn một hành lang và tiếp tục đi tiếp dáng vẻ của nàng lúc này toát lên vẻ sâu xa khó đoán. Đám đông phía sau đi theo làm khung cảnh trở nên có chút quỷ dị. Mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám làm phiền tần hoàn. Cuối cùng, chỉ có tôn mộ khanh nhịn không được, lên tiếng hỏi, cửu cô nương, hiện tại nàng đang làm gì? Nàng đang tìm cái gì vậy? Nghe vậy, tần hoàn nheo mắt, đáp, ta đang tìm nơi tiểu hạt thông gặp hung thù. Chương 136, cửu cô nương có vài nét giống tiểu sư muội của ta. Tìm nơi tiểu hạt thông gặp hung thủ, tôn mộ khanh nhíu mày, thoáng có vẻ không hiểu, hỏi lại. Tần hoàn không đáp, đột nhiên dừng bước. Nàng vừa dừng, đám người đi theo phía sau cũng dừng lại. Tần hoàn nheo mắt, giọng nói lạnh lùng. Chính là chỗ này. Tần hoàn đứng ở hành lang, ngay phía trước là nhà sĩ mà đồng thúc vừa nhắc đến. Phía tây của nàng là một đình nghỉ, đối diện đình là một hành lang khác dẫn đến nơi khác. Nàng nhìn quanh rồi nói, tiểu hạt thông rời khỏi chỗ mình giữa đêm, chỉ có một lý do hắn cần đi nhà xí. Nói rồi, tần hoàn bước thêm hai bước, lần này nàng không tiến vào đình mà đến chỗ hai hành lang giao nhau, nhìn về phía đối diện rồi nói, ngay khi hắn sắp đến nhà xí, hắn đã thấy hung thủ. Giọng nói nghiêm nghị của tần hoàn khiến mọi người lạnh sống lưng, tưởng chừng như chính họ là tiểu hạt thông. Đối diện với hung thủ điên loạn kia. Tống lợi cũng theo đám đông, lên tiếng, dựa vào đâu mà nói như vậy. Nàng nói hắn đi đâu thì đi đó à. Tần hoàn nheo mắt, nếu ta đoán không lầm, ở cuối hành lang đối diện có một lối thông ra sân, nơi xảy ra án mạng. Tiểu hạt thông thấy bóng hung thủ đi lén lút, liền đi theo. Hung thủ phát hiện có người bám theo nên tìm lối vắng để đi. Hắn đi về phía sân sau nhưng không ngờ tiểu hạt thông vẫn tiếp tục theo sau. chương 235 Đồng thúc nhíu mày, cửu cô nương làm sao biết bên kia có một lối đi? Cửu cô nương đã từng đến nơi này chưa? Tần hoàn lắc đầu, ta chưa từng đến, nhưng chỉ có cách giải thích này mới hợp lý. Đêm hôm đó tiểu hạt thông bị giết, tuyết rơi đầy. Nếu hắn ra khỏi phòng đi qua lớp tuyết, đế giày hắn sẽ ướt, nhưng kỳ lạ là đế giày hắn lại khô. Tần Hoàn tiếp tục bước tới, đi dọc theo hành lang, rồi rẽ vào một lối đi đối diện. Đi thêm một đoạn, nàng quả thật nhìn thấy một lối đi tối, lối đi này nằm giữa hai dãy phòng lớn, mái hiên che kín nên không bị tuyết phủ. Tần Hoàn tiếp tục dẫn mọi người đi qua lối đi đó, quả nhiên đến được một sân bên cạnh nơi xảy ra án mạng. Nàng men theo chân tường và các bậc thang, vòng qua phía khác, đi đến phía dưới máng xối thi thể của tiểu hạt thông lạnh lẽo nằm yên trên mặt đất. Tôn mộ khanh lập tức tràn đầy kinh ngạc, mắt mở lớn. Đường mà tần hoàn dẫn mọi người đi là nơi hắn chưa từng đặt chân tới, nhưng họ lại thực sự tới được chỗ xảy ra án mạng. Cửu cô nương, người quả thật, còn lợi hại hơn cả tiểu sư muội của ta. Nghe tôn mộ khanh nói vậy, trong lòng tần hoàn cười khổ. Trước đây ở Dược Vương Cốc, nàng chỉ nói chuyện trinh thám với tôn mộ khanh mà chưa bao giờ phá án thực sự trước mặt hắn. Bây giờ có cơ hội giải quyết một vụ án thực sự, khả năng của nàng tất nhiên vượt xa lý thuyết trước đây. Trong lòng tần hoàn cảm thấy an tâm hơn, nàng khẽ nở một nụ cười với tôn mộ khanh. Tống lợi nhớ mày, được, cho dù tần cô nương nói đúng, vậy hung thủ là ai? Tần hoàn nheo mắt lại, trước đây tống bộ đầu nói rằng tiểu hạt thông khi chết không hề dãy ruột, nhưng thực tế không phải vậy nhìn vào vết thương trên người hắn có khả năng cao hung thủ đã đoạt lấy con dao từ chính tay của tiểu hạt thông hung thủ lén lút hành động trong phủ vào nửa đêm tiểu hạt thông phát hiện và đề phòng có khả năng cao hắn lấy con dao từ phòng chứa đồ vừa rồi chúng ta cũng thấy vị trí nơi tiểu hạt thông phát hiện hung thủ cách phòng chứa đồ rất gần vừa dứt lời đồng thúc lập tức nói phòng chứa đồ đó đúng là nằm gần khu làm việc của gia nhân nơi các đồ dùng của nhà bếp cũng được cất giữ ở đó đôi khi sau khi làm xong tiểu hạt thông sẽ mang dao về cất ở phòng chứa đó và phòng này bình thường không khóa tần hoàn gật đầu cổ tay phải của tiểu hạt thông có vết cào và bầm tím chứng tỏ hung thủ đã dùng rất nhiều lực đồng thời má trai hắn có vết thương như bị đánh ta suy đoán rằng hung thủ đã nắm lấy tay phải cầm dao của tiểu hạt thông dùng tay phải của mình để tấn công sau đó cướp được dao từ tay hắn và lấy đi mạng sống của hắn có thể khẳng định một điều hung thủ là nam giới và hắn mang trong mình mối hận rất lớn thậm chí có khả năng rằng hắn không thù hận gì với tiểu hạt thông mà chỉ vì bị tiểu hạt thông phát hiện hành tung nên mới ra tay tàn nhẫn đến mức đó tống lợi nhíu mày làm sao ngươi xác định được rằng hắn không hận tiểu hạt thông tần hoàn nheo mắt rất đơn giản vì đây không phải là một vụ giết người có chủ đích, đây chỉ là tình cờ, nếu đêm đó người ra ngoài không phải là tiểu hạt thông mà là người khác thì người chết đã có thể là một người khác. Khóe môi Tống Lợi giật giật, muốn phản bác nhưng không thể. Mọi người nghe Tần Hoàn phân tích đều cảm thấy lập luận của nàng không chỉ rất hợp lý mà còn miêu tả chi tiết cả lộ trình của tiểu hạt thông và cuộc chạm trán với hung thủ, cũng như trận đánh giữa họ so với những suy đoán đơn giản của tống lợi hiển nhiên cách giải thích của tần hoàn đáng tin cậy hơn nhiều cửu cô nương nếu đúng như vậy thì hung thủ là ai hắn có mục đích gì đồng thúc khẩn thiết hỏi tần hoàn cũng chìm vào suy nghĩ sau một lúc nàng hỏi đồng thúc nơi mà tiểu hạt thông phát hiện ra hung thủ gần đoạn hành lang gấp khúc đó nằm gần đâu nhất đồng thúc nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp nếu đi tiếp từ đó sẽ tới kho thuốc và phía trước kho thuốc chính là nội viện nơi thiếu chủ nhân sinh sống ánh mắt tần hoàn trầm xuống chẳng lẽ mục tiêu của hung thủ là nội viện đồng thúc kinh ngạc người đang nói hung thủ định đột nhập vào nội viện sao tần hoàn mím môi chưa kịp trả lời thì đồng thúc nói tiếp chuyện này không thể nào gia nhân trong phủ đều có tính tình tốt nếu có ai ác tâm thì chắc chắn không ai lại muốn hại thiếu chủ nhân gia nhân ở đây ai có bệnh đau đầu hay ốm đau cũng đều được thiếu chủ nhân tự mình khám chữa dược liệu trong kho lại thoải mái sử dụng tuyệt nhiên không ai mang ác ý với thiếu chủ nhân nghe vậy tần hoàn khẽ thở dài đồng thúc nói cũng có lý mà bản thân nàng không hiểu rõ tính cách của mọi người trong phủ nên hiện tại chỉ có thể lấy lời đồng thúc làm chuẩn tần hoàn đưa tay ra đồng thúc xem thử cái này trong phủ có ai mặc loại vải giống như thế này không trong lòng bàn tay tần hoàn là một mảnh vải bông đồng thúc cầm lấy ngắm nhìn kỹ rồi lắc đầu mảnh vải này có chất liệu không tốt lắm thiếu chủ nhân cho gia nhân quần áo mùa đông chất lượng tốt hơn thế này nhiều ánh mắt tần hoàn lại trầm xuống hay là không phải người trong phủ hay chẳng lẽ người đó khi ra ngoài làm chuyện xấu vào ban đêm đã thay đổi y phục tống lợi bỗng chen vào một câu trong lòng hắn rất khó chịu vì tần hoàn trở thành tâm điểm chú ý nên nói bừa để gây chú ý nhưng không ngờ tần hoàn lại gật đầu cũng có khả năng này tống lợi hơi mở to mắt thoáng bối rối không biết phải tiếp lời thế nào tần hoàn nhìn đồng thúc đang cầm mảnh vải đồng thúc đây là bằng chứng trực tiếp của hung thủ từ y phục của hắn ta không dành người trong phủ kiểm chứng thế nào xin giao cho tống bộ đầu và đồng thúc sắp xếp tần hoàn ngụ ý muốn điều tra quần áo của mọi người trong phủ khi không có bằng chứng khác, đây là cách trực tiếp nhất. Đồng thúc gật đầu, đa tạ cửu cô nương, vì tiểu hạt thông, chúng ta sẽ điều tra đến cùng. Nghe vậy, tống lợi hừ nhẹ, chỉ là điều tra thôi mà. Giọng hắn yếu dần, cảm nhận ánh mắt lạnh lùng quét qua mình. Hắn quay lại và thấy tần diễm đang nhìn mình chăm chăm. Tống lợi dùng mình, không dám bộc lộ sự tức giận, thái độ đối với tần hoàn cũng cung kính hơn hẳn. Tần Hoàn liếc nhìn thi thể tiểu hạt thông và nói, trước hết hãy thu dọn thi thể hắn lại. Thi thể của tiểu hạt thông đã nằm đây hai ngày, nhưng nhóm của Tống Lợi lại mang mấy bao tải đến. Những người thân thiết với tiểu hạt thông đã không nỡ nhìn cảnh này từ lâu. Nghe Tần Hoàn nói vậy, đồng thúc cũng thở phào nhẹ nhõm, được, cảm ơn cửu cô nương. Tần Hoàn gật đầu, khẽ đáp ừm, những gì có thể nghĩ ra vào lúc này nàng đều đã nói còn lại thì tạm thời chưa thể giải quyết được vì vụ án này đã bị tuyết lớn che giấu đi nhiều dấu vết không thể chỉ dựa vào thi thể mà xác định được hung thủ tần hoàn lùi lại hai bước cau mày nghĩ về phỏng đoán của mình thắc mắc tại sao hung thủ lại xuất hiện tại nơi đó giữa đêm khuya chẳng lẽ mục tiêu ban đầu của hắn là một gia nhân nam nào đó tần hoàn lắc đầu khả năng này quá nhỏ phòng của gia nhân đều gần nhau nếu muốn hành hung Hung thủ có thể chờ khi họ đi làm việc riêng mà ra tay. Tần Hoàn vẫn nghiêng về khả năng mục tiêu của hung thủ là một nơi gần đó, nhưng nơi đó lại là nội viện chỗ ở của Tôn Hạo Nguyệt. Ai dám có ý muốn sát hại Tôn Hạo Nguyệt trong phủ này? Hoặc cũng có thể, đêm đó hung thủ không phải đến để giết người. Nhưng nếu không phải đến để giết người, tại sao lại hành hạ Tiểu Hạt thông đến chết? Mối hận tàn nhẫn này rốt cuộc là nhằm vào ai? Cửu muội muội tạm thời không có gì thêm hãy về trước đi giọng nói của tần diễm đưa tần hoàn trở lại thực tại tần hoàn lấy lại tinh thần chạm phải ánh mắt sâu thẳm của tần diễm trong lòng hơi rùng mình nàng biết việc vừa làm chắc chắn sẽ khiến tần diễm có cái nhìn khác về nàng tần hoàn và tần diễm nhìn nhau trong chốc lát ánh mắt nàng kiên nghị không lẩn tránh nàng không muốn lợi dụng vụ án để tạo sự nổi bật nhưng nếu điều này khiến tần diễm xem trọng nàng thì cũng có lời dù sao nàng cũng không thể mãi yên lặng và bị coi thường được rồi quay về và chờ tin từ phía đồng thúc tần hoàn gật đầu suốt dọc đường tần sương không nói một lời nào cho đến khi đi tới gần tần hoàn ánh mắt sáng rực nhìn nàng trời ơi ngươi làm thế nào mà được vậy trước đây ta còn nghĩ ngươi thật bình thường nhưng vừa rồi ngươi làm ta khâm phục quá Tần Sương cảm thán đầy kinh ngạc, không hề che giấu. Tần Hoàn nghe vậy bật cười. Được Tần Sương khen ngợi thông minh, đối với Tần Hoàn cũng không phải điều quá đáng để vui mừng. Chỉ là suy luận thôi, mọi việc đều có nhân quả, chúng ta thấy kết quả trước mắt, nếu lần ngược lại thì tự nhiên sẽ phát hiện vài manh mối. Cửu cô nương, Tôn Mộ Khanh thở hắt ra một tiếng, nhanh chóng bước tới, những điều vừa rồi Cửu cô nương nói, ai đã dạy ngươi? Tần Hoàn quay đầu nhìn Tôn Mộ Khanh, trong lòng hơi căng thẳng, ta chỉ nghĩ vậy thôi, có chuyện gì sao? Tôn Mộ Khanh nhìn sâu vào mắt Tần Hoàn một lát, rồi cười khổ, quả là trùng hợp, trước đây tiểu sư muội của ta cũng từng nói những lời này. Giọng điệu trầm xuống, Tôn Mộ Khanh sâu sắc nói, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy cửu cô nương có gì đó giống với tiểu sư muội của ta. Chương 137, chuỗi án liên hoàn nghi vấn hung thủ. Tôn mộ khanh đột nhiên nói giọng sâu xa, vừa nghe vậy, lòng tần hoàn hơi lo lắng, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ nét bình tĩnh và điềm đạm. Bên cạnh, tần sương nhanh nhỏ nói, tiểu sư muội của tôn công tử và cửu muội muội đều là những người thông thạo y thuật và có chút hứng thú với việc điều tra án, quả là hiếm có. Thêm nữa, tên của cả hai đều có chữ hoàn, thật sự là duyên phận hiếm thấy không chỉ tôn công tử thấy như vậy, mà ta cũng cảm thấy thật kỳ diệu. Nghe Tần Sương nói, khóe môi tôn mộ khanh nở một nụ cười khổ, ánh mắt nhìn Tần Hoàn càng trở nên dịu dàng, như thể muốn nhìn nàng như từng nhìn thầm hoàn trước đây. Tần Hoàn lòng dâng lên chút chua sót, thở dài nói, quả thực cũng có chút duyên phận. Nhưng ta và tiểu sư muội của tôn công tử dù sao cũng khác nhau. Nếu không học y, ta đã chẳng có hứng thú với người chết nghe vậy, đôi mắt tôn mộ khanh ánh lên vẻ trầm lắng. Sau một khoảnh khắc sườn sốt, chàng gật đầu. đúng vậy, tuy giống mà lại khác. Những người học y khác đều kiêm kỵ khi chạm vào người chết, nhưng cửu cô nương thì không. thầy thuốc khám bệnh kê thuốc cho người sống phải chính xác, không thể sai sót và không thể thử nghiệm thuốc bừa bãi. nhưng cửu cô nương nghiên cứu trên người chết, giống như con đường nghịch lý mà nàng dẫn chúng ta đi vừa rồi, đi ngược chiều để có được hiểu biết chính xác. Cửu cô nương quả thật đã dạy cho ta một bài học, mộ khanh xin lĩnh giáo. Thấy tôn mộ khanh trở lại vẻ nghiêm trang, tần hoàn hiểu rằng chẳng sẽ không đem tình cảm huynh muội với thẩm hoàn đặt lên nàng. Lòng nàng hơi buông lòng, nói, tôn công tử quá lời rồi. Tần hoàn đã ngưỡng mộ danh tiếng của dược vương cốc từ lâu, sau này nếu có cơ hội, mong được tôn công tử chỉ giáo thêm về y thuật. Tần hoàn thực ra học y từ dược vương cốc, hiện tại thời gian còn ngắn nên chưa thấy rõ nhưng về lâu dài có lẽ sẽ lộ ra dấu vết thay vì dấu diếm nàng quyết định chủ động xin chỉ giáo như vậy sau này nếu có ai phát hiện bóng dáng dược vương cốc trong y thuật của nàng cũng sẽ có lý do hợp tình hợp lý để giải thích nghe vậy ánh mắt tôn mộ khanh sáng lên không dám nhận là chỉ giáo dược vương cốc cũng không giấu diếm tri thức nếu cửu cô nương có gì muốn hỏi xin cứ thoải mái mà hỏi trước đây ta đến cẩm châu vốn là để tìm người có thiên phú đặc biệt về y đảo sau lại nghe về một vị tiểu y tiên lòng càng thêm vui mừng thật không ngờ qua bao cơ duyên ta và nàng cuối cùng lại gặp nhau đây đúng là duyên phận trên gương mặt tần hoàn lộ ra chút cảm động giống như bao y giả khác ngưỡng mộ dược vương cốc sau khi trò chuyện thêm vài câu tần hoàn và tôn mộ khanh cùng đi về phía tây khóe môi tôn mộ khanh khẽ nhếch vụ án này vẫn chưa ngã ngũ đợi khi án được định đoạt ta sẽ viết lại vài điều và gửi cho cửu cô nương những gì tôn mộ khanh viết tất nhiên là từ các sách cổ của dược vương cốc ghi lại về các bài thuốc hay tần hoàn nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của chàng mà không khỏi thở dài tính cách tôn mộ khanh vẫn nguyên vẹn như trước điều này quả thực khiến chàng gặp nhiều khó khăn khi hành tẩu giang hồ tần hoàn trước tiên cảm ơn rồi cùng tần sương trở về sân của mình vừa vào sân tần sương liền ngạc nhiên nhìn tần hoàn hỏi cửu muội sao muội lại có bản lĩnh như vậy tần hoàn gật đầu sao thế lục tỷ cũng muốn thử sao mặt tần sương tái đi không không ta không muốn thử đâu ta chỉ cảm thấy muội lợi hại hơn ta tưởng nhiều ở một góc khác tần diễm đang cùng chu hoài đi vào trong sân thấy xung quanh không có ai nàng đột nhiên lên tiếng người thấy sao Chu Hoài cũng đi theo quan sát một bên, khí chất của hắn khác biệt với quản gia thông thường, nhưng khi muốn, hắn có thể trở nên mờ nhạt đến mức không ai chú ý. Như vậy thì hợp lý rồi, lúc ở Cẩm Châu, thế tử điện hạ của Duệ Thân Vương và Hoắc Chi Phủ đều rất coi trọng cửu tiểu thư, thậm chí cả công chúa cũng yêu quý nàng. Ngoài tài y thuật, có lẽ việc cửu cô nương từng giúp Hoắc Chi Phủ điều tra án mạng cũng là một phần lý do. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn